À, xin chào tất cả các bạn. À, hiện nay thì mình đang đứng cái chỗ khu làng chài của cái xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc các bạn ơi. Thì hiện giờ mình đang đi ra cái có cái lối ra hồi xưa ở đây là cái cảng các bạn. Hồi xưa đây là cái cảng của những người ta đi biển thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái cảng này người ta không có sử dụng đi biển nữa mà người ta dùng làm cái những cái quán bè các bạn, những quán ăn. Trong đó thì thường thì người ta bán những cái món đặc sản của Phú Quốc, ghẹ hay là mực, tôm, cá gì đó các bạn. Rất là đông những cái quán bè ở đây. Thì hôm nay mình rảnh rỗi ra để chơi thì mình cũng quay lại các bạn xem cho vui ha. Thì các bạn thấy ở đây là cái hướng này là hướng Bắc đảo các bạn. Từ đây mình lên tới Bắc đảo thì nó lên tới hướng Bắc nó tầm khoảng hơn 20 cây gì đó. Qua cái mũi đó nó là lên cái núi cao cao đó các bạn thấy không? Còn cái hướng bên phải của mình là hướng Đảng Hới Bãi Dòng các bạn. Đảng Bãi Dòng thì nó nằm ở đây. Thì ở đây có rất nhiều cái chiếc ghe nhỏ để người ta đi bắt ghẹ các bạn. Tối ban ngày thì người ta đậu nó đó, tối thì người ta mới chạy ra. Mình thấy đây cũng có mấy ông Tây nữa, khách nước ngoài người ta cũng ra đây cũng nhiều các bạn. Các bạn thấy rất là nhiều cái bè ha. Thì bè ở đây thường thường người ta bán những cái hải sản mà tươi sống các bạn, mực, ghẹ, ốc gì đó. Rất là nhiều các bè cũng vui các bạn. Bạn nào mà đến Phú Quốc thì nên qua cái làng chài Hàm Ninh. Các bạn cứ hỏi làng chài Hàm Ninh thì biết thôi. Đi qua rất là nhiều chỗ các bạn. Thấy không? Thì dọc trên cái đường đi thì cũng có người ta cũng có bán mấy cái quà lưu niệm các bạn. Mấy cái quà lưu niệm. Thường những tuần lịch thì người ta cũng thường bán mấy cái này thôi. Vàng cũng có luôn bạn ơi, nhưng điều không biết giả thiệt không biết nha. Trái cây có luôn đó bạn thấy không, bè rất là nhiều ha. Bé ghẹ ghẹ bé không biết có ghẹ lớn không biết. Đây. Rất là nhiều cái quán bè các bạn. Sao kinh con có ghẹ 200 mới vào luôn. Cảm ơn kinh. Đây cũng có người ta giới thiệu cái quán của người ta các bạn. Thì mình thấy dài phía dưới đó thì rất là nhiều cái quán bè. Giờ để mình chọn một cái quán mình vô rồi mình chọn một cái món ăn quen các bạn xem sao ha. Thì sau khi mình nhìn cũng nhiều cái quán bè thì đây cũng có một cái chị giới thiệu cho mình xuống quán bè của chị. Thế mời anh chị vào nhà em luôn. Rồi. Ăn thử nè, ủng hộ cho em tí. Anh người Bắc à? Mình là người Nam chị ơi. Sao giọng đúng giọng ngoài em đấy? Không. Nói dễ nghe hơn mọi người trong này. Tại rồi. Vì mình lên đây mình luyện giọng á, biết không? Nói nó được tốt. Anh chị vào về đi. Rồi ok, vâng. Vô ha. Anh ơi vào đi, em mang ghẹ mắp cho. Đây thì cái bè nó nằm ở ngoài cái biển nha các bạn. Người ta có rất là nhiều bè. Ở đây là tôm mỏ ni nè các bạn. Tôm mỏ ni này giá nhiêu cô? Hỏi cá trích rồi có các loại giò nướng, có hành. Tôm mỏ ni này là nhiêu một ký cô? Cái này là 500. Cái này là 600, cái kia là 700. 700 lớn. 600. 500. Này là còi chôm mà còi mai đó, còi mai không? Còi mai. Cá mú cũng đầy đủ cho các bạn. Rồi tôm chú biển anh. Các loại sò ốc nhất. Sò ốc. Mực nữa, mực mình cũng câu bé nữa. Đây có con cá. Cá nhám. Cá nhám. Tôm sú luôn. Có rất là nhiều thứ các bạn chọn ha. Giờ để mình
vòng á thì bắt cái con cá mú bạn ơi. Cá mú này thì nuôi hay là ngoài biển không chị? Họ đi mò về được bình con này bắt. Đi mò này ha. Mò bắt được con này cũng hay rồi nha. Một ký về tính ký không? Chưa tới 1 ký mà. Đi mà. Chưa tới 1 ký mà. À, 1 ký là bao nhiêu? Bao nhiêu 1 ký? 550 ký các bạn ơi. Cái cá mú này giờ làm hai món ha. Vâng. Một cái món là mình nấu nấu lẩu, còn cái thịt là tái. Tái vậy thì ok. Rồi, thịt tái rồi. Okay, đúng rồi. Mình ăn tái. Thì các bạn thấy cái dĩa ghẹ này á thì các bạn thấy nó có gì lạ không? Cái là ghẹ này nó không có bự các bạn ơi, còn nhỏ nhỏ vậy đó. Nhưng ở đây thì nó có cái lạ là nó là hai da các bạn. Ghẹ hai da đó, ghẹ hai da thì nó không có bự các bạn. Đây cái ghẹ hai da đường các bạn nhìn cái này để phân biệt nè. Cái mai ghẹ mà nằm ở dưới các bạn thì nó có màu đỏ đỏ. Đó là con ghẹ hai da. Thì con ghẹ hai da nó là gì nè. Đó, khi mình ghẹ nó ra thì ở trong nó có cái da đó các bạn ha. Đó, lột lên cái con này không đúng hai da nè, cũng có nhưng mà cái da nó rất nó sát quá. Đây, hai da. Đó, đây. Nó có hai da các bạn thấy không? Có lớp da này. Đó, chính xác. Đây, luôn. Hai da luôn, đây. Đó, nó có da này. Hai da có nghĩa là con ghẹ nó sắp lột các bạn. Nó sắp lột chứ không phải là lột nha các bạn. Đó, nó vậy. Thì cái con nhỏ nó có hai da. Nó ghẹ này ăn rất là ngon các bạn. Mình ăn có thể mình ăn luôn những cái này hết. Ở trong cái càng của me nó vẫn có hai lớp da đó các bạn này. Đúng không? Đẻ cái này ra nó vẫn có hai lớp da nữa. Đó, tuy là nó nhỏ nhưng mà ăn rất là xứng đáng rồi. Nó là vậy, hai da nó không có bự, còn nó nhỏ lột là những cái đó là bẻ cái này ra cái thấy cái da đó nào, nó cái lòi cái da ở trong ra đó, có hai lớp da thôi. Chết con này như con mấy đâu, có hai lớp da nhưng cái con này chưa có, mình mua cái đợt này nó không chắc lượng. Nó cũng có nhưng mà nó chưa tới nè. Cái này mới đúng tới nè. Đó, đúng tới nó hai cái da vậy ha. Cái da này rất là ngon. Đó, các bạn nào mà có đi ra Phú Quốc thì mình nhớ tìm cho có cái da hai da này ăn thưởng thức một lần cho nó biết ha. Rồi giờ mình cũng thưởng thức cái món da hai da trước. Mình cũng mời các bạn ha. Đây thì mình cũng có tới hưởng ứng phong trào uống bia với anh em ba, mình cũng làm lon thay giờ các bạn ơi. Rồi mời ha. Rồi chúc mừng. Rồi mời các bạn nha. Đó bạn thấy không, cái hai da của nó là lớn ra thì nó có một lớp trong lớp ngoài hai da. Đúng là hai da thì nó sẽ có cái là thấy không, cái con ghẹ đực nó có một cái đỏ đỏ này. Còn cái thì nó sẽ có cái sọc này. Sọc ngang, sọc ngang, đen đen hết rồi. Cái con ghẹ thì nó xấu mà cái tay lột thì nó có đẹp hơn ghẹ. Cái gì hoài. Rồi, cái này là cái món thứ hai nè các bạn. Cái này là cái con cá, con cá mú hồi nãy là mình lấy cái đầu với cái xương của mình thì nấu lẩu rồi, còn cái phi lê của nó thì mình tái nè các bạn. Thì đây dưới này là nước cá để cho nó lạnh thôi. Ở đây là cái chén chanh nè các bạn, cứ tất cả bao giờ cho nó tái sơ cái này mình bỏ qua bồ tạc thôi. Đây thì có bồ tạc ngon đấy. Này thì mình yếu mình ăn bồ tạc vàng các bạn ơi, mình mạnh thì ăn cái xanh. Đó, thì bây giờ mình cũng quay lại cái clip cho các bạn xem, thì các bạn mình thử rất cái món cá mú bồ tạc ha, các bạn ăn mình cũng luôn nha. Rồi ngon bạn ơi.
Này phải có miếng hành nữa đúng không?